đại kỵ trước và xung quanh mộ phần, khiến tổ tiên, người đã khuất quở trách, khiến gia chủ làm ăn thất bại, nghèo mạt kiếp, ba đời vất vả, nghe ngay để mà tránh. Mộ phần không chỉ là nơi an nghỉ cuối cùng của người đã khuất mà còn là cội nguồn tạo ra sự liên kết giữa tổ tiên và con cháu đời sau. Trong phong thủy, mộ phần được xem là một phần cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh của gia đình và con cháu. Nếu đặt mộ phần sai cách hoặc không chú ý đến các nguyên tắc phong thủy, nó có thể dẫn đến sự quở trách của tổ tiên, từ đó khiến gia chủ gặp phải nhiều khó khăn trong cuộc sống, tài lộc bị hao tổn và gia đình gặp phải nhiều tai họa. Dưới đây là 8 đại kỵ phong thủy liên quan đến mộ phần mà bạn cần tránh, để đảm bảo tổ tiên được yên nghỉ, gia đình luôn thuận buồm xuôi gió và thịnh vượng dài lâu. 1. Đất xung quanh mộ bị lún hoặc quá ẩm ướt, mang đến sự bất ổn, tài lộc bị chặn đứng. Trong phong thủy, môi trường xung quanh mộ phần ảnh hưởng trực tiếp đến sự lưu thông của dòng năng lượng dương, yếu tố quyết định sự thịnh vượng của con cháu. Nếu đất xung quanh mộ phần bị lún, sụt hoặc luôn trong tình trạng ẩm ướt, điều này có nghĩa rằng dòng năng lượng tích cực không thể lưu thông một cách thuận lợi. Hậu quả là gia đình sẽ gặp phải sự bất ổn, tài lộc không thể tụ về, con cháu gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp, cuộc sống. Phong thủy truyền thống cho rằng, nếu đất quanh mộ bị lún, tổ tiên sẽ không thể an nghỉ một cách yên bình. Đây là dấu hiệu của sự không hài lòng của người đã khuất, dẫn đến nhiều tai họa có thể giáng xuống con cháu, khiến gia đình gặp phải những điều xui xẻo liên tục. 2. Mộ phần bị cây cối lớn đè lên, sự phát triển của gia đình bị kìm hãm, con cháu khó thành công. Cây cối là biểu tượng của sức sống, nhưng khi chúng mọc quá gần và thậm chí đè lên mộ phần thì lại là một trong những lỗi đại kỵ trong phong thủy. Cây lớn với rễ bám sâu vào mộ phần sẽ gây ra sự kìm hãm trong sự phát triển của gia đình. Theo lý thuyết phong thủy, rễ cây cắm vào mộ phần làm xáo trộn dòng chảy của năng lượng tích cực, khiến con cháu gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, sự nghiệp không thể phát triển và tài lộc bị chặn đứng. Một mộ phần bị cây cối lớn đè lên là dấu hiệu của sự khống chế, ngăn chặn không cho con cháu phát tài phát lộc. Do đó, cần tránh đặt mộ ở nơi có cây cối quá lớn hoặc thường xuyên dọn dẹp khu vực này để đảm bảo không có yếu tố gây cản trở dòng năng lượng. 3. Mộ phần gần khu vực đông người qua lại mất đi sự yên tĩnh, tài lộc không ổn định. Yên tĩnh là yếu tố cực kỳ quan trọng đối với một mộ phần tốt. Nếu mộ phần nằm gần những khu vực đông người qua lại, gần các tuyến đường lớn, công trường xây dựng hoặc các khu vực công cộng khác, sự yên tĩnh sẽ bị phá vỡ. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến giấc ngủ vĩnh hằng của tổ tiên mà còn làm tổn thương đến dòng năng lượng tích cực bao quanh mộ phần. Sự náo nhiệt quá mức sẽ làm phân tán tài lộc, khiến gia đình không thể giữ được của cải. Phong thủy nhấn mạnh rằng, mộ phần cần phải được xây dựng ở những nơi yên tĩnh, thoáng đãng, cách xa sự ồn ào của cuộc sống để đảm bảo con cháu được hưởng phúc lộc lâu dài. 4. Đất quanh mộ bị nhiễm bẩn, âm khí nặng nề, gia đình dễ gặp xui xẻo. Trong phong thủy, đất quanh mộ phần nếu bị nhiễm bẩn, bị ô nhiễm hoặc tích tụ nhiều rác rưởi thì năng lượng tiêu cực, âm khí sẽ tăng lên. Điều này khiến gia đình dễ gặp phải những điều xui xẻo, tiền bạc khó tụ lại, con cháu thường xuyên mắc bệnh hoặc gặp tai nạn. Để tránh điều này, bạn cần đảm bảo rằng khu vực xung quanh mộ phần luôn sạch sẽ, không có rác thải, cỏ dại mọc um tùm. Việc dọn dẹp khu vực mộ phần định kỳ cũng là cách thể hiện lòng thành kính đối với tổ tiên, từ đó giúp con cháu duy trì được sự thịnh vượng và bình an. 5. Mộ phần đặt ở nơi đất xốp, không chắc chắn, dấu hiệu tài lộc không vững, con cháu dễ thất bại. Đất xốp, không chắc chắn, hoặc đất cát không có sự ổn định là biểu hiện của sự không bền vững trong phong thủy. Nếu mộ phần được đặt trên vùng đất này, nó sẽ gây ra sự không ổn định về tài chính và sức khỏe cho gia đình. Con cháu sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì tài sản, làm ăn dễ thất bại và cuộc sống không thể phát triển bền vững. Đất tốt để xây mộ cần phải đảm bảo sự chắc chắn, tươi tốt và ổn định để tổ tiên có thể yên nghỉ và con cháu nhận được sự bảo vệ, hưởng lộc lâu dài. 6. Mộ phần nằm giữa khu vực âm khí nặng, khu vực nghĩa trang lớn, bệnh viện hoặc nhà tù. Phong thủy cho rằng, mộ phần nếu nằm ở gần các khu vực có nhiều âm khí như nghĩa trang lớn, bệnh viện, nhà tù hoặc những nơi có nguồn năng lượng tiêu cực thì sẽ gây ra nhiều vận hạn cho con cháu. Âm khí từ những khu vực này có thể xâm nhập vào mộ phần,
làm gián đoạn sự yên nghỉ của tổ tiên và tạo ra sự bất ổn trong cuộc sống gia đình. Để đảm bảo vận khí tốt cho con cháu, cần chọn những khu vực đất có dương khí tốt, xa những nơi mang âm khí nặng nề để đảm bảo rằng dòng năng lượng tích cực luôn luôn chuyển quanh mộ phần. 7. Mộ phần bị lún sụp, đổ nát, tổ tiên không yên nghỉ, mang lại điềm xấu cho gia đình. Mộ phần cần phải luôn được giữ gìn khang trang, vững chắc để tổ tiên có thể yên nghỉ. Khi mộ phần bị lún sụp, đổ nát, đây là dấu hiệu của sự thiếu chăm sóc và có thể làm tổ tiên không hài lòng. Điều này mang lại điềm xấu cho con cháu, khiến gia đình gặp phải nhiều tai họa, tài lộc bị tiêu tán và sức khỏe suy yếu. Gia đình cần kiểm tra, tu sửa mộ phần thường xuyên để đảm bảo rằng mọi thứ luôn trong tình trạng tốt nhất. Việc tu sửa không chỉ là trách nhiệm đối với người đã khuất mà còn giúp bảo vệ gia đình khỏi những điều xui xẻo và giữ gìn sự thịnh vượng. 8. Đặt mộ phần quá gần các công trình xây dựng hiện đại, sự nhiễu loạn năng lượng, gây rối loạn vận khí. Việc đặt mộ phần quá gần các công trình xây dựng hiện đại như nhà cao tầng, đường xá hay các công trình công nghiệp không chỉ phá vỡ cảnh quan mà còn gây nhiễu loạn năng lượng xung quanh. Những khu vực này thường chứa đựng sự chuyển động liên tục của khí, khiến dòng năng lượng của mộ phần bị xáo trộn, từ đó ảnh hưởng đến tài lộc và sức khỏe của gia đình. Trong phong thủy, cần tránh chọn các khu vực gần công trình xây dựng hiện đại để đảm bảo rằng dòng năng lượng xung quanh mộ phần luôn ổn định, mang lại sự yên bình cho tổ tiên và phúc lộc cho con cháu. Ngoài ra, còn có 8 đại kỵ khi xây mộ phần. 1. Xây mộ phần trên đỉnh núi hoặc nơi đất dốc, đá tảng, cô lập, chia cắt dòng dõi. Theo phong thủy, việc chọn vị trí xây mộ trên đỉnh núi hay đất dốc là điều đại kỵ. Đất trên đỉnh núi thường rất khô cằn, không giữ được năng lượng tốt, tượng trưng cho sự cô lập và chia cắt. Điều này khiến dòng dõi gia tộc bị chia lìa, không thể kết nối với tổ tiên. Con cháu dễ gặp phải sự chia ly, xung đột trong gia đình, thậm chí dòng họ có thể dần bị mai một. Khi mộ phần được xây trên đất dốc, năng lượng tiêu cực từ địa hình sẽ tác động mạnh đến con cháu, khiến họ gặp khó khăn trong sự nghiệp, tài lộc không bền vững và sức khỏe suy yếu. Đây là một trong những lỗi phong thủy nghiêm trọng mà nhiều người mắc phải khi không hiểu rõ về phong thủy địa lý. 2. Xây mộ phần gần sông ngòi, ao hồ, mất mát tài lộc và sức khỏe. Trong phong thủy, yếu tố nước rất quan trọng vì nước tượng trưng cho tài lộc. Tuy nhiên, không phải lúc nào xây mộ gần sông, hồ cũng là điều tốt. Khi mộ phần nằm sát nguồn nước, dòng nước chảy liên tục có thể cuốn trôi tài lộc của gia đình, khiến con cháu dù có làm ăn chăm chỉ cũng khó giữ được tiền bạc, thậm chí gặp phải những khoản nợ lớn. Nước quá gần mộ phần cũng có thể tạo ra những dòng năng lượng tiêu cực ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình, đặc biệt là những bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa và hô hấp. Vì vậy, khi chọn vị trí xây mộ, cần tránh xa những khu vực sát nguồn nước để đảm bảo vận khí tốt cho gia đình. 3. Xây mộ trên vùng đất có nhiều đá tảng, khó khăn trong sự nghiệp, sự chặn đứng tài lộc. Đất nơi mộ phần cần phải mềm mại, tươi tốt và dễ thấm nước để dòng năng lượng tích cực có thể dễ dàng lưu thông. Tuy nhiên, nhiều gia đình xây mộ trên vùng đất có nhiều đá tảng hoặc vùng đất cứng khiến cho dòng khí bị chặn lại, không thể lưu thông. Điều này sẽ làm cho con cháu dễ gặp những khó khăn trong công việc, sự nghiệp không tiến triển, tài lộc bị chặn đứng, khó có thể phát triển được. Đất cứng hoặc nhiều đá còn tượng trưng cho sự cứng đầu, bảo thủ trong phong thủy. Điều này khiến gia đình gặp phải những khó khăn không đáng có trong cuộc sống, mâu thuẫn gia đình, khó hòa thuận. 4. Hướng mộ không hợp phong thủy, mất cân bằng năng lượng, gia đình suy yếu. Một trong những yếu tố quan trọng nhất khi xây mộ phần là phải chú ý đến hướng mộ. Hướng mộ không hợp phong thủy sẽ dẫn đến sự mất cân bằng năng lượng, khiến con cháu đời sau gặp phải nhiều khó khăn trong cuộc sống. Các hướng đại kỵ như hướng Tây Nam, âm khí nặng, hoặc Đông Bắc, bị gió lạnh thổi vào, cần phải tránh để không làm suy yếu vận khí của gia đình. Ngoài ra, việc xây mộ không đúng hướng còn khiến tổ tiên khó yên nghỉ, ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa người đã khuất và con cháu. Để đảm bảo an toàn, cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia phong thủy khi chọn hướng mộ phần. 5. Mộ phần bị lún sụp, nghi ngã, dấu hiệu tổ tiên bất mãn, vận hạn kéo dài. Nếu mộ phần bị lún sụp hoặc nghi ngã theo thời gian, đây là dấu hiệu tổ tiên không yên lòng. Điều này cũng thể hiện rằng vận mệnh của con cháu không ổn định,
dễ gặp tai họa, vận hạn kéo dài. Mộ phần nghi ngã còn là điềm báo về sự chia cắt trong gia đình, con cháu dễ gặp cảnh xa lìa, ly hôn hoặc mâu thuẫn kéo dài. Trong phong thủy, mộ phần cần phải luôn vững chắc, khang trang để tạo điều kiện cho tổ tiên yên nghỉ, từ đó con cháu mới có thể hưởng phúc lộc dài lâu. Nếu phát hiện mộ phần bị hư hại, cần phải nhanh chóng tu sửa để tránh những tác động tiêu cực đến gia đình. 6. Mộ phần đặt gần đường lớn, đường sắt, tài lộc thất thoát, dễ gặp tai nạn. Việc đặt mộ phần gần các con đường lớn, đường sắt là điều không nên trong phong thủy. Những con đường lớn, xe cộ lưu thông liên tục có thể gây ra tiếng ồn và làm xáo trộn sự yên tĩnh của mộ phần. Điều này làm tổ tiên khó lòng yên nghỉ. Đồng thời, nó còn tượng trưng cho sự lưu thông của tài lộc, khiến tài sản của gia đình dễ bị tiêu tán, thất thoát. Ngoài ra, đường sắt cũng mang đến năng lượng không ổn định, làm gia đình dễ gặp phải các tai nạn hoặc bất trắc trong cuộc sống. Để đảm bảo sự thịnh vượng, cần chọn nơi yên tĩnh, cách xa các khu vực có xe cộ hoặc đường sắt. 7. Mộ phần bị cây cối đè lên, bị kìm hãm phát triển, con cháu khó ngóc đầu lên. Mộ phần bị cây cối lớn đè lên là một trong những đại kỵ trong phong thủy. Cây cối, đặc biệt là những cây cổ thụ có rễ bám sâu, sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng chảy năng lượng của mộ phần. Điều này biểu hiện cho sự kìm hãm, khiến con cháu đời sau khó mà phát triển, sự nghiệp không thăng tiến và dễ gặp những khó khăn không đáng có. Ngoài ra, rễ cây cắm sâu vào lòng đất cũng có thể làm tổn hại đến mộ phần, khiến tổ tiên không được yên nghỉ, con cháu không thể hưởng phúc. 8. Xây mộ phần trong vùng đất có nhiều âm khí, gây ra vận hạn và tai họa liên miên. Vùng đất có nhiều âm khí như gần các nghĩa trang lớn, bệnh viện hay nhà tù là những nơi cần tuyệt đối tránh khi chọn vị trí xây mộ phần. Đây là những nơi âm khí nặng nề, dễ thu hút những năng lượng tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu đến con cháu. Những gia đình có mộ phần nằm ở những khu vực này thường gặp vận hạn liên miên, làm ăn không thành công và sức khỏe bị suy giảm. Để tránh những hậu quả này, khi chọn vị trí xây mộ phần cần đảm bảo rằng vùng đất đó phải có dương khí tốt, xa các nguồn âm khí để tổ tiên được yên nghỉ và con cháu hưởng phúc. Việc xây dựng mộ phần là một trong những nghi thức quan trọng trong văn hóa phong thủy, ảnh hưởng trực tiếp đến sự hưng thịnh và phát triển của con cháu đời sau. Tránh xa những đại kỵ phong thủy khi xây mộ phần sẽ giúp gia đình tránh được những vận hạn, tai ương không đáng có, từ đó đảm bảo sự thịnh vượng và phát tài dài lâu. Nếu không chắc chắn về phong thủy khi xây dựng mộ phần, bạn nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia phong thủy để đảm bảo rằng mọi thứ đều được thực hiện đúng cách. Trong phong thủy và sự lựa chọn cây trồng cho ngôi nhà của bạn. Trong nhiều năm qua, người xưa đã truyền lại nhiều bí quyết để thu hút tài lộc và vận may vào ngôi nhà. Một trong những bí quyết đó chính là việc trồng các loại cây mang lại may mắn và thịnh vượng. Đặc biệt, có một số loại cây nếu được trồng càng lâu năm thì lại càng mang đến nhiều tài lộc và may mắn cho gia đình. Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 5 loại cây có thể giúp gia đình bạn gia tăng tài lộc và phát tài, đồng thời cũng sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không nên chặt bỏ những cây này để tránh mất hết lộc. 1. Cây vú sữa. Cây vú sữa không chỉ nổi bật với những trái cây thơm ngon và bổ dưỡng mà còn được coi là biểu tượng của sự thịnh vượng trong phong thủy. Trồng cây vú sữa trong nhà không chỉ giúp tạo ra một không gian xanh mát mà còn thu hút tài lộc và may mắn. Những cây vú sữa càng lâu năm sẽ càng cho nhiều trái và mang lại nguồn tài chính ổn định cho gia đình. Điều quan trọng là bạn không nên chặt bỏ cây vú sữa, vì việc làm này có thể khiến gia đình mất đi nguồn lộc dồi dào mà cây mang lại. Cây vú sữa không chỉ giúp tạo ra một không gian sống xanh và trong lành mà còn là nguồn tài lộc bền vững nếu được chăm sóc đúng cách. Cách chăm sóc, để cây vú sữa phát triển tốt, hãy đảm bảo rằng cây được trồng ở vị trí có đủ ánh sáng và không bị che khuất. Tưới nước đều đặn và bón phân định kỳ để cây có đủ dưỡng chất phát triển. Đặc biệt, cần chú ý đến việc kiểm tra và phòng ngừa sâu bệnh để cây luôn khỏe mạnh. Lợi ích, ngoài việc tạo ra một không gian sống xanh mát, cây vú sữa còn giúp cải thiện sức khỏe tinh thần của các thành viên trong gia đình. Các nghiên cứu cho thấy cây xanh có thể giảm stress và tạo ra một môi trường làm việc và sinh sống thoải mái hơn. Mẹo hữu ích, nếu bạn muốn cây vú sữa ra trái nhiều hơn,
hãy đảm bảo cây được cắt tỉa định kỳ để loại bỏ các cành khô và tạo điều kiện cho sự phát triển của các cành mới. Đồng thời, hãy chú ý đến việc tưới nước và bón phân hợp lý để cây có thể phát triển tốt nhất. 2. Cây sung. Cây sung là một trong những lựa chọn phổ biến trong các gia đình với mong muốn thu hút tài lộc và phát tài. Cây sung không chỉ dễ trồng mà còn có khả năng sinh trưởng mạnh mẽ, mang lại sự bền bỉ và ổn định cho gia đình. Theo phong thủy, cây sung mang ý nghĩa của sự may mắn và sự thịnh vượng. Trồng cây sung trong nhà có thể giúp gia đình cải thiện tình hình tài chính và gặp nhiều may mắn trong công việc. Cây sung càng lâu năm càng có giá trị, vì vậy hãy chăm sóc và giữ lại cây để tận hưởng những lợi ích tài lộc mà nó mang lại. Đừng bao giờ chặt bỏ cây sung vì điều này có thể khiến gia đình bạn mất đi một nguồn tài lộc quý giá. Cách chăm sóc, cây sung cần được trồng ở nơi có ánh sáng đầy đủ và đất ẩm nhưng thoát nước tốt. Tưới nước thường xuyên, đặc biệt trong mùa khô, và bón phân hữu cơ để cây có đủ dinh dưỡng phát triển. Cây sung cũng cần được cắt tỉa định kỳ để duy trì hình dạng đẹp và khuyến khích sự ra hoa. Lợi ích, cây sung không chỉ mang lại vẻ đẹp cho không gian sống mà còn giúp gia đình cảm thấy an tâm và tự tin hơn trong công việc. Sự hiện diện của cây sung có thể làm tăng cường năng lượng tích cực và tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự phát triển tài lộc. Mẹo hữu ích, để cây sung luôn khỏe mạnh và ra trái đều đặn, hãy thường xuyên kiểm tra tình trạng của cây và điều chỉnh chế độ chăm sóc nếu cần thiết. Cũng nên lưu ý đến việc phòng ngừa sâu bệnh để giữ cho cây luôn trong tình trạng tốt nhất. 3. Cây lựu đỏ. Cây lựu đỏ, với những trái lựu đỏ mọng và đẹp mắt, không chỉ làm cho không gian sống thêm phần sinh động mà còn mang đến sự thịnh vượng và may mắn cho gia đình. Trong phong thủy, cây lựu đỏ được coi là biểu tượng của sự giàu sang và hạnh phúc. Cây lựu đỏ có thể giúp cải thiện tài chính và mang lại những cơ hội mới trong cuộc sống. Khi cây lựu đỏ được trồng lâu năm, nó sẽ càng thể hiện rõ sự thịnh vượng và hưng thịnh. Việc chặt bỏ cây lựu đỏ có thể khiến bạn mất đi nguồn lộc dồi dào mà cây mang lại. Vì vậy, hãy giữ lại cây lựu đỏ trong nhà và chăm sóc nó để tiếp tục thu hút tài lộc và may mắn. Cách chăm sóc, cây lựu đỏ cần được trồng ở nơi có ánh sáng mặt trời trực tiếp và đất có khả năng thoát nước tốt. Tưới nước đều đặn và bón phân hữu cơ vào mùa xuân và mùa hè để cây phát triển khỏe mạnh. Cũng cần chú ý đến việc cắt tỉa cây để giữ cho cây có hình dạng đẹp và kích thích sự ra hoa. Lợi ích, cây lựu đỏ không chỉ giúp tạo ra một không gian sống đẹp mắt mà còn có thể giúp gia đình đón nhận nhiều cơ hội tài chính và may mắn. Sự hiện diện của cây lựu đỏ cũng có thể làm tăng cường sự tự tin và tạo ra một môi trường tích cực trong gia đình. Mẹo hữu ích, để cây lựu đỏ ra trái đều đặn, hãy đảm bảo rằng cây được cung cấp đủ ánh sáng và dinh dưỡng. Nếu cây gặp vấn đề về sâu bệnh, hãy xử lý kịp thời để tránh ảnh hưởng đến sự phát triển của cây. 4. Cây khế. Cây khế là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai mong muốn thu hút tài lộc và may mắn vào ngôi nhà của mình. Cây khế không chỉ dễ chăm sóc mà còn có khả năng cho trái đều đặn và chất lượng. Trong phong thủy, cây khế được coi là biểu tượng của sự phát tài và thịnh vượng. Trồng cây khế trong nhà có thể giúp gia đình tăng cường sự thịnh vượng và cải thiện tình hình tài chính. Cây khế càng lâu năm sẽ càng mang lại nhiều lợi ích tài chính và may mắn. Hãy lưu ý không nên chặt bỏ cây khế để tránh mất đi nguồn lộc quý giá mà nó mang lại cho gia đình bạn. Cách chăm sóc, cây khế cần được trồng ở nơi có ánh sáng đầy đủ và đất ẩm nhưng thoát nước tốt. Tưới nước thường xuyên, đặc biệt trong mùa khô, và bón phân hữu cơ định kỳ để cây có đủ dinh dưỡng phát triển. Cây khế cũng cần được cắt tỉa định kỳ để duy trì hình dạng đẹp và khuyến khích sự ra hoa. Lợi ích, cây khế không chỉ mang lại vẻ đẹp cho không gian sống mà còn giúp gia đình cảm thấy an tâm và hạnh phúc hơn. Sự hiện diện của cây khế có thể làm tăng cường năng lượng tích cực và tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự phát triển tài lộc. Mẹo hữu ích, để cây khế phát triển tốt, hãy thường xuyên kiểm tra tình trạng của cây và điều chỉnh chế độ chăm sóc nếu cần thiết. Cũng nên lưu ý đến việc phòng ngừa sâu bệnh để giữ cho cây luôn trong tình trạng tốt nhất. 5. Cây hoa mai. Cây hoa mai, với những bông hoa nở rộ và sắc vàng rực rỡ, không chỉ mang lại vẻ đẹp cho không gian sống mà còn là biểu tượng của sự thịnh vượng và may mắn. Trong phong thủy, cây hoa mai thường được trồng để thu hút tài lộc và vận may.
cây hoa mai càng lâu năm càng thể hiện rõ sự thịnh vượng và phát tài. Việc chặt bỏ cây hoa mai có thể khiến gia đình bạn mất đi một nguồn lộc quý giá và sự thịnh vượng mà cây mang lại. Vì vậy, hãy chăm sóc và giữ lại cây hoa mai để tiếp tục nhận được những lợi ích tài lộc và may mắn. Cách chăm sóc, cây hoa mai cần được trồng ở nơi có ánh sáng đầy đủ và đất thoát nước tốt. Tưới nước đều đặn và bón phân hữu cơ vào mùa xuân và mùa hè để cây phát triển khỏe mạnh. Cũng cần chú ý đến việc cắt tỉa cây để giữ cho cây có hình dạng đẹp và kích thích sự ra hoa. Lợi ích, cây hoa mai không chỉ giúp tạo ra một không gian sống đẹp mắt mà còn có thể giúp gia đình đón nhận nhiều cơ hội tài chính và may mắn. Sự hiện diện của cây hoa mai cũng có thể làm tăng cường sự tự tin và tạo ra một môi trường tích cực trong gia đình. Mẹo hữu ích, để cây hoa mai luôn khỏe mạnh và nở hoa đẹp, hãy thường xuyên kiểm tra tình trạng của cây và điều chỉnh chế độ chăm sóc nếu cần thiết. Cũng nên lưu ý đến việc phòng ngừa sâu bệnh để giữ cho cây luôn trong tình trạng tốt nhất. Trồng cây trong nhà không chỉ mang lại vẻ đẹp cho không gian sống mà còn có ý nghĩa phong thủy quan trọng. Các cây như cây vú sữa, cây sung, cây lựu đỏ, cây khế và cây hoa mai nếu được trồng và chăm sóc đúng cách sẽ mang lại nhiều tài lộc và may mắn cho gia đình. Những cây này càng lâu năm càng thể hiện rõ sự thịnh vượng và hưng thịnh. Đừng bao giờ chặt bỏ những cây này, vì điều này có thể khiến gia đình bạn mất đi nguồn lộc quý giá và ảnh hưởng đến tình hình tài chính và may mắn. Năm con giáp đã hết hạn xui, từ giờ đến hết năm 2024 tha hồ hưởng lộc, tài lộc tự động chảy vào túi, nhận tiền tài trời ban, ngồi không cũng giàu. Mỗi năm, vận mệnh của các con giáp đều thay đổi, khi thì gặp nhiều may mắn, khi thì phải đối mặt với những khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, đối với năm con giáp mà tôi sắp chia sẻ dưới đây, những khó khăn đã qua, và từ giờ đến cuối năm 2024, họ sẽ đón nhận những điều tốt đẹp, tài lộc không ngừng đổ về. Đây chính là thời kỳ thịnh vượng nhất, là cơ hội để các con giáp này không chỉ phục hồi mà còn phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thời gian này là lúc họ sẽ được đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực đã bỏ ra trước đó. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những niềm vui và thành công trong cuộc sống. 1. Tuổi Tý. Tuổi Tý từ lâu đã nổi tiếng với sự thông minh, nhanh nhạy và khả năng xoay chuyển tình thế trong mọi hoàn cảnh. Thời gian qua, tuổi Tý có thể đã gặp không ít thử thách, nhưng đừng lo lắng, vì từ giờ đến hết năm 2024, mọi chuyện sẽ dần trở nên suôn sẻ hơn. Tài lộc bắt đầu chảy vào túi của người tuổi Tý từ những nguồn thu không ngờ tới, chẳng hạn như đầu tư, kinh doanh hoặc thậm chí là trúng thưởng. Đây là thời điểm mà bạn nên tận dụng mọi cơ hội để gia tăng tài sản, củng cố nền tảng tài chính của mình. Trong công việc, tuổi Tý sẽ nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân, giúp bạn vượt qua mọi khó khăn và đạt được những thành tựu to lớn. Cơ hội thăng tiến cũng mở ra. Nếu bạn kiên trì và tận dụng tốt, thành công sẽ nằm trong tầm tay. Đặc biệt, nếu bạn đang có kế hoạch kinh doanh, đây là thời điểm vàng để triển khai và phát triển. Những ai đang đầu tư vào bất động sản hay cổ phiếu cũng sẽ thấy được lợi nhuận lớn trong giai đoạn này. Đây cũng là lúc mà mối quan hệ cá nhân của bạn được cải thiện, sự ủng hộ từ gia đình và bạn bè sẽ tiếp thêm sức mạnh cho bạn trong những bước đi tiếp theo. 2. Tuổi Sửu. Đối với tuổi Sửu, năm 2024 sẽ là một năm đáng nhớ. Sau những thời gian khó khăn, thử thách, tuổi Sửu sẽ thấy vận may bắt đầu mỉm cười với mình. Từ giờ đến cuối năm, sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ có những bước tiến vượt bậc nhờ vào sự chăm chỉ, nỗ lực không ngừng nghỉ. Bạn sẽ nhận được nhiều cơ hội để tăng thu nhập, mở rộng kinh doanh hoặc thậm chí là đầu tư sinh lời. Đây cũng là thời điểm mà những nỗ lực trước đây của bạn sẽ được đền đáp, tạo ra một nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai. Ngoài ra, tuổi Sửu cũng sẽ gặp nhiều may mắn trong các mối quan hệ, từ đó mở ra nhiều cơ hội hợp tác và phát triển. Quý nhân xuất hiện đúng lúc, giúp bạn giải quyết những khó khăn và đưa ra những lời khuyên hữu ích. Với sự hỗ trợ này, bạn sẽ dễ dàng đạt được những mục tiêu đã đề ra từ đầu năm. Sự kiên định và bền bỉ của tuổi Sửu sẽ giúp bạn vượt qua mọi thách thức, biến khó khăn thành cơ hội để phát triển. Đây cũng là lúc bạn nên chú ý đến việc chăm sóc sức khỏe, vì một cơ thể khỏe mạnh sẽ giúp bạn đạt được nhiều thành tựu hơn trong công việc và cuộc sống.
3. Tuổi Mão. Tuổi Mão được biết đến với tính cách điềm đạm, hòa nhã và luôn biết cách duy trì sự ổn định trong cuộc sống. Sau thời gian dài đối mặt với nhiều áp lực, năm 2024 sẽ là thời điểm tuổi Mão phục hồi và vươn lên mạnh mẽ. Những khó khăn dần qua đi, nhường chỗ cho những cơ hội mới, mang lại tài lộc và sự thịnh vượng. Đây là lúc mà bạn sẽ thấy rõ ràng nhất sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của mình, từ công việc đến các mối quan hệ cá nhân. Trong công việc, tuổi Mão sẽ có những bước tiến quan trọng, có thể là một vị trí mới, một dự án thành công hoặc một nguồn thu bất ngờ từ các khoản đầu tư trước đây. Đây cũng là thời điểm mà bạn sẽ cảm nhận được sự ổn định và yên bình trong cuộc sống gia đình, mọi xung đột sẽ được giải quyết, mang lại không khí hòa thuận và hạnh phúc. Hãy tận dụng khoảng thời gian này để củng cố những mối quan hệ quan trọng, tạo ra những kết nối vững chắc cho tương lai. Đừng ngần ngại thử thách bản thân với những điều mới mẻ, vì đây chính là thời điểm vàng để bạn phát triển bản thân và sự nghiệp. 4. Tuổi Thìn. Tuổi Thìn luôn được coi là con giáp của sự quyền lực và thịnh vượng. Dù đã trải qua nhiều thử thách, tuổi Thìn không bao giờ chùn bước. Năm 2024 sẽ là thời điểm mà sự kiên cường và nỗ lực của bạn được đền đáp xứng đáng. Tài lộc sẽ chảy vào túi bạn không ngừng, đặc biệt là từ những dự án kinh doanh hoặc những khoản đầu tư trước đây. Sự tự tin và quyết đoán của bạn sẽ là chìa khóa mở ra những cơ hội mới, giúp bạn đạt được những thành công vượt trội. Với sự giúp đỡ từ quý nhân, tuổi Thìn sẽ dễ dàng vượt qua mọi khó khăn và đạt được những thành tựu lớn lao trong công việc. Đây cũng là thời điểm mà bạn nên mạnh dạn thực hiện những kế hoạch, dự định lớn của mình, vì vận may đang đứng về phía bạn. Đừng ngại thử thách bản thân, vì kết quả sẽ khiến bạn bất ngờ và hạnh phúc. Những ai đang có kế hoạch thay đổi công việc hoặc khởi nghiệp sẽ thấy đây là thời điểm lý tưởng để bắt đầu. Sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè sẽ là nguồn động viên lớn, giúp bạn tự tin bước tiếp trên con đường mình đã chọn. 5. Tuổi Hợi. Cuối cùng, tuổi Hợi cũng sẽ có tháng 1 năm 2024 đầy may mắn và thịnh vượng. Sau những tháng ngày khó khăn, vận mệnh của tuổi Hợi sẽ thay đổi theo hướng tích cực hơn. Tài lộc không chỉ đến từ công việc chính mà còn từ những nguồn thu phụ, có thể là từ việc kinh doanh thêm hoặc những khoản đầu tư sinh lời. Đây là thời điểm mà bạn sẽ thấy rõ ràng nhất sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của mình, từ công việc đến các mối quan hệ cá nhân. Tuổi Hợi cũng sẽ gặp nhiều may mắn trong các mối quan hệ, đặc biệt là trong công việc. Những cơ hội hợp tác lớn sẽ đến, mang lại cho bạn những hợp đồng béo bở và những thành tựu lớn lao. Đây cũng là thời điểm mà bạn nên tận dụng để củng cố các mối quan hệ, tạo ra những kết nối vững chắc cho tương lai. Đừng ngần ngại thử thách bản thân với những điều mới mẻ, vì đây chính là thời điểm vàng để bạn phát triển bản thân và sự nghiệp. Sự tự tin và quyết đoán của bạn sẽ giúp bạn đạt được những thành công lớn trong năm nay. Những nốt ruồi trên cơ thể có thể tiết lộ những điều về vận mệnh và tương lai của chúng ta. Theo quan niệm dân gian và các học thuyết phong thủy, các nốt ruồi không chỉ là những dấu hiệu bình thường trên da mà còn có thể là những chỉ dẫn về số phận và vận mệnh. Đặc biệt, một số nốt ruồi được xem là dấu hiệu của sự vinh hoa, phú quý và thành công trong cuộc sống. Vậy, những nốt ruồi nào trên cơ thể có thể dự đoán tương lai vinh hoa phú quý? Hãy cùng tìm hiểu và khám phá trong bài viết dưới đây. Chắc chắn bạn sẽ thấy rằng những nốt ruồi nhỏ bé này có thể ẩn chứa những bí mật lớn về vận mệnh và thành công của bạn trong tương lai. 1. Nốt ruồi ở đuôi mắt. Nốt ruồi nằm ở đuôi mắt, gần khu vực thái dương được coi là một dấu hiệu của sự may mắn và thành công. Đây là một vị trí đặc biệt, thường liên quan đến khả năng quan sát và sự khéo léo trong các mối quan hệ xã hội. Dấu hiệu, nốt ruồi ở vị trí này cho thấy bạn là người có tầm nhìn xa trông rộng, khéo léo trong các mối quan hệ xã hội và có khả năng thấu hiểu người khác. Bạn có thể gặp nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp và đạt được thành công. Sự hiện diện của nốt ruồi ở đuôi mắt cũng cho thấy bạn có khả năng đánh giá tình huống chính xác và biết cách sử dụng thông tin một cách hiệu quả. Tương lai, những người có nốt ruồi ở đuôi mắt thường có vận số tốt trong công việc và tài chính. Họ có khả năng kiếm tiền và tích lũy tài sản, đồng thời duy trì được sự ổn định và hạnh phúc trong cuộc sống gia đình.
bạn có thể thấy sự thành công trong việc xây dựng sự nghiệp và đạt được những mục tiêu lớn trong công việc. Nốt ruồi này cũng có thể chỉ ra rằng bạn sẽ được người khác hỗ trợ và giúp đỡ trong các dự án quan trọng. Lời khuyên, để tận dụng tối đa sự may mắn từ nốt ruồi này, hãy chú trọng đến việc mở rộng mối quan hệ và duy trì thái độ tích cực trong công việc. Tham gia các sự kiện mạng lưới hoặc hội thảo có thể giúp bạn kết nối với những người quan trọng trong ngành của bạn. 2. Nốt ruồi ở trung tâm trán. Nốt ruồi ở trung tâm trán, đặc biệt là giữa hai lông mày, được coi là một dấu hiệu của sự thành công và phú quý. Đây là một vị trí thường liên quan đến trí tuệ và khả năng lãnh đạo. Dấu hiệu, vị trí này cho thấy bạn có khả năng lãnh đạo và quyết đoán. Bạn thường có trí tuệ sắc sảo và khả năng giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Những người này thường đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp và có khả năng tạo dựng tài sản. Nốt ruồi ở trán cũng có thể chỉ ra rằng bạn có khả năng lập kế hoạch và chiến lược tốt, giúp bạn đạt được những mục tiêu lớn trong cuộc sống. Tương lai, với nốt ruồi ở vị trí này, bạn có thể gặp may mắn trong các dự án lớn và nhận được sự công nhận từ cấp trên. Bạn có khả năng tích lũy tài sản và đạt được thành công bền vững trong công việc. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy bạn sẽ có cơ hội lãnh đạo một dự án quan trọng hoặc được giao phó những nhiệm vụ quan trọng trong công việc. Lời khuyên, để phát huy tối đa sự may mắn từ nốt ruồi này, hãy tập trung vào việc nâng cao kỹ năng lãnh đạo và quản lý. Hãy chủ động trong việc đề xuất các ý tưởng và sáng kiến mới trong công việc của bạn. 3. Nốt ruồi ở cằm. Nốt ruồi nằm ở cằm, đặc biệt là ở chính giữa, thường được xem là dấu hiệu của sự giàu có và hạnh phúc. Vị trí này liên quan đến sự ổn định và khả năng quản lý tài chính. Dấu hiệu, nốt ruồi ở cằm cho thấy bạn là người có tấm lòng rộng rãi và hay giúp đỡ người khác. Bạn cũng có khả năng quản lý tài chính và tạo ra nguồn thu nhập ổn định. Điều này cho thấy bạn có khả năng duy trì sự ổn định trong cuộc sống tài chính và có thể tạo ra những cơ hội làm ăn tốt. Tương lai, những người có nốt ruồi ở cằm thường gặp nhiều may mắn trong việc kiếm tiền và đầu tư. Họ có thể tích lũy tài sản và sống cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc. Đây là dấu hiệu của sự ổn định về tài chính và sự thành công trong công việc. Bạn có thể thấy sự gia tăng trong thu nhập và có cơ hội đầu tư sinh lời cao. Lời khuyên, để tận dụng sự may mắn từ nốt ruồi này, hãy chú trọng vào việc lập kế hoạch tài chính và đầu tư một cách cẩn thận. Hãy tìm kiếm các cơ hội đầu tư hợp lý và duy trì sự ổn định trong quản lý tài chính cá nhân. 4. Nốt ruồi ở tay. Nốt ruồi trên bàn tay, đặc biệt là ở lòng bàn tay, được coi là dấu hiệu của sự may mắn và tài lộc. Đây là vị trí liên quan đến khả năng thực hiện và thành công trong các dự án. Dấu hiệu, nốt ruồi trên tay cho thấy bạn có khả năng thực hiện các dự án lớn và đạt được mục tiêu tài chính. Bạn cũng có khả năng duy trì các mối quan hệ xã hội tốt và nhận được sự hỗ trợ từ người khác. Điều này cho thấy bạn có khả năng tạo ra thu nhập từ các dự án và cơ hội mới. Tương lai, những người có nốt ruồi ở tay thường có vận số tốt trong việc kinh doanh và đầu tư. Họ có thể kiếm được nhiều tiền và duy trì sự ổn định tài chính. Đây là dấu hiệu của sự thành công và thịnh vượng trong cuộc sống. Bạn có thể thấy sự phát triển trong sự nghiệp và có cơ hội nhận được các hợp đồng lớn hoặc dự án quan trọng. Lời khuyên, để tận dụng tối đa sự may mắn từ nốt ruồi này, hãy chú trọng vào việc phát triển các kỹ năng và mở rộng mạng lưới quan hệ nghề nghiệp của bạn. Hãy chủ động trong việc tìm kiếm các cơ hội kinh doanh và đầu tư. 5. Nốt ruồi ở lưng. Nốt ruồi nằm ở lưng, đặc biệt là ở khu vực giữa lưng, là dấu hiệu của sự thành công và sự nghiệp phát đạt. Đây là vị trí thường liên quan đến sự kiên trì và nỗ lực. Dấu hiệu, nốt ruồi ở lưng cho thấy bạn là người kiên trì và quyết tâm. Bạn có khả năng vượt qua khó khăn và đạt được thành công trong công việc nhờ vào sự chăm chỉ và nỗ lực. Điều này cho thấy bạn có khả năng giải quyết các vấn đề lớn và đạt được các mục tiêu quan trọng. Tương lai, những người có nốt ruồi ở lưng thường có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp và đạt được các mục tiêu lớn. Họ có khả năng tạo dựng tài sản và sống một cuộc sống vinh hoa, phú quý. Bạn có thể thấy sự phát triển trong sự nghiệp và có cơ hội nhận được sự công nhận từ cấp trên. Lời khuyên, để tận dụng sự may mắn từ nốt ruồi này,
hãy duy trì sự kiên trì và chăm chỉ trong công việc của bạn. Hãy không ngừng nỗ lực và tìm kiếm các cơ hội để phát triển sự nghiệp. Cách xem và đánh giá nốt ruồi. Vị trí, nốt ruồi ở các vị trí khác nhau có thể mang lại những ý nghĩa khác nhau. Xem xét vị trí nốt ruồi trên cơ thể để hiểu rõ hơn về vận mệnh của bạn. Vị trí nốt ruồi trên các phần cơ thể như mặt, tay, lưng hoặc cằm có thể cung cấp các dấu hiệu khác nhau về tài lộc và thành công. Hình dáng, nốt ruồi có hình dáng đặc biệt hoặc màu sắc khác thường có thể cung cấp thông tin thêm về số phận và vận mệnh của bạn. Ví dụ, nốt ruồi có hình dạng hình tròn hoặc hình dạng không đều có thể mang ý nghĩa khác nhau. Kích thước của nốt ruồi cũng có thể ảnh hưởng đến ý nghĩa của nó. Nốt ruồi lớn thường mang lại những dấu hiệu mạnh mẽ về vận mệnh và thành công, trong khi nốt ruồi nhỏ có thể chỉ ra những yếu tố nhỏ hơn. Màu sắc của nốt ruồi có thể cho biết về sức khỏe và tình trạng tài chính của bạn. Nốt ruồi có màu sáng thường báo hiệu sự may mắn và thành công, trong khi nốt ruồi có màu tối có thể yêu cầu chú ý hơn về sức khỏe hoặc các vấn đề tài chính. Những nốt ruồi trên cơ thể không chỉ là những dấu hiệu tự nhiên mà còn có thể tiết lộ nhiều điều về vận mệnh và tương lai của bạn. Hãy quan sát và đánh giá các nốt ruồi để hiểu rõ hơn về số phận của mình. Năm tranh phong thủy, thu hút tài lộc vào ngập nhà, tiền tài vô biên, cứ treo lên là giàu sang sung túc, nhà giàu luôn có trong nhà. Phong thủy là một yếu tố quan trọng không chỉ trong việc bố trí không gian sống mà còn trong việc thu hút tài lộc, may mắn cho gia đình. Trong đó, tranh phong thủy đóng một vai trò đặc biệt, không chỉ làm đẹp cho ngôi nhà mà còn mang đến những năng lượng tích cực, giúp gia chủ thăng tiến trong công việc, thu hút tiền tài và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nhưng để tranh phong thủy thực sự phát huy tác dụng, việc lựa chọn và treo tranh đúng cách là vô cùng quan trọng. Trong video này, chúng ta sẽ cùng khám phá 5 loại tranh phong thủy được các chuyên gia khuyên dùng, đảm bảo sẽ mang lại sự thịnh vượng và phú quý cho gia đình bạn. 1. Tranh cửu ngư quần hội, tranh cá chép. Cửu ngư quần hội là bức tranh vẽ chính con cá chép bơi lội dưới dòng nước, biểu trưng cho sự kiên trì, nỗ lực và thành công. Cá chép trong phong thủy không chỉ là biểu tượng của sự thăng tiến mà còn đại diện cho sức mạnh và sự dũng cảm khi vượt qua khó khăn. Hình ảnh chính con cá chép cũng liên quan đến sự may mắn và thịnh vượng, bởi số 9 trong văn hóa phương Đông được coi là con số của sự trường thọ và vĩnh cửu. Ngoài ra, cá chép còn gắn liền với truyền thuyết cá chép vượt vũ môn hóa rồng, thể hiện sự chuyển đổi từ nghèo khó thành giàu sang, từ bình thường thành phi thường. Khi treo bức tranh này trong phòng khách hoặc phòng làm việc, không chỉ không gian sống của bạn được tô điểm thêm phần sinh động mà còn thu hút tài lộc đổ về không ngừng. Gia đình sẽ gặp nhiều may mắn, con đường sự nghiệp của bạn sẽ mở rộng với nhiều cơ hội phát triển. Lưu ý khi treo tranh, tranh cửu ngư quần hội nên được treo ở hướng Bắc hoặc hướng Đông Nam của ngôi nhà. Đây là những hướng đại diện cho yếu tố thủy trong phong thủy, giúp thu hút tài lộc và vượng khí, đồng thời tăng cường sự hài hòa trong các mối quan hệ gia đình và công việc. 2. Tranh mã đáo thành công. Hình ảnh những chú ngựa phi nước đại trong tranh mã đáo thành công không chỉ tượng trưng cho sức mạnh, dũng khí mà còn mang ý nghĩa về sự thành công và thăng tiến. Ngựa trong phong thủy là loài vật trung thành, mạnh mẽ, luôn mang lại cảm giác bền vững và vững chãi. Đặc biệt, trong kinh doanh và công việc, ngựa đại diện cho sự thuận lợi, suôn sẻ và không ngừng tiến về phía trước. Bức tranh mã đáo thành công là biểu tượng của những chuyến đi suôn sẻ, công việc làm ăn phát đạt và thành công. Khi treo bức tranh này trong nhà, bạn không chỉ kích hoạt năng lượng tích cực mà còn tạo động lực cho các thành viên trong gia đình, giúp công việc làm ăn luôn suôn sẻ, thuận lợi và không gặp trở ngại. Đối với những người làm ăn, bức tranh này còn có tác dụng thúc đẩy tinh thần chiến đấu, giúp vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Lưu ý khi treo tranh, nên treo tranh mã đáo thành công ở hướng Nam hoặc Tây Bắc. Tranh nên hướng vào trong nhà để tượng trưng cho sự thành công và tài lộc đi vào, tránh treo hướng ra ngoài cửa chính vì điều này có thể mang ý nghĩa tiền tài đi ra ngoài, không giữ được sự thịnh vượng. 3. Tranh sơn thủy hữu tình. Sơn thủy hữu tình là một trong những loại tranh phong thủy được ưa chuộng nhất bởi sự kết hợp hài hòa giữa núi non và sông nước. Núi trong tranh đại diện cho sự vững chắc, kiên định, là nền tảng cho mọi thành công. Nước đại diện cho dòng chảy của tài lộc, sự lưu thông của năng lượng tích cực,
giúp cuộc sống luôn tràn đầy sinh khí và sự tươi mới. Khi treo tranh sơn thủy hữu tình trong nhà, không chỉ mang lại vẻ đẹp tự nhiên mà còn giúp cân bằng năng lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho tài lộc và may mắn chảy vào gia đình. Bức tranh này phù hợp với nhiều không gian khác nhau, từ phòng khách, phòng làm việc cho đến phòng ngủ, mang lại cảm giác thư thái, bình yên và thuận lợi trong mọi việc. Lưu ý khi treo tranh, tranh nên được treo ở phòng khách hoặc phòng làm việc. Hướng núi nên đặt sau lưng người ngồi để tạo cảm giác vững chãi, hỗ trợ cho sự nghiệp. Nước nên chảy vào trong nhà để tiền tài không bị hao hụt, giúp gia đình luôn trong trạng thái đủ đầy, thịnh vượng. 4. Tranh hoa mẫu đơn. Hoa mẫu đơn được mệnh danh là quốc sắc thiên hương, biểu tượng cho sự giàu sang, phú quý và vẻ đẹp hoàn hảo. Trong phong thủy, hoa mẫu đơn không chỉ mang lại tài lộc mà còn giúp kích hoạt vận đào hoa, thu hút tình yêu và hạnh phúc. Với sự kiều diễm và rực rỡ, hoa mẫu đơn được xem như một bảo vật phong thủy, mang đến sự viên mãn trong cả sự nghiệp lẫn tình cảm. Bức tranh hoa mẫu đơn thường được treo trong phòng khách hoặc phòng ngủ để kích hoạt vận may trong tình duyên và tăng cường tài lộc cho gia đình. Đối với những người đang tìm kiếm tình yêu hoặc muốn cải thiện mối quan hệ tình cảm, treo tranh hoa mẫu đơn là một cách hiệu quả để thúc đẩy năng lượng tích cực trong tình yêu, mang lại sự ấm áp và gắn kết trong gia đình. Lưu ý khi treo tranh, tranh hoa mẫu đơn nên treo ở hướng nam hoặc tây nam của ngôi nhà. Đây là những hướng đại diện cho yếu tố hỏa và thổ trong phong thủy, giúp tăng cường sự thịnh vượng, tình yêu và may mắn cho gia đình. 5. Tranh thuận buồm xuôi gió. Thuận buồm xuôi gió là bức tranh vẽ cảnh một con thuyền buồm đang căng gió, nước sóng ra khơi. Bức tranh này tượng trưng cho sự thuận lợi, suôn sẻ trong công việc và cuộc sống. Đặc biệt, đối với những người làm kinh doanh, bức tranh này là một biểu tượng của sự thành công, giúp công việc làm ăn phát triển mạnh mẽ, không gặp trở ngại. Hình ảnh con thuyền buồm căng gió mang lại cảm giác tự do, thanh thoát, biểu tượng cho một hành trình thuận lợi và thành công. Đây cũng là lời chúc tốt đẹp, mong muốn những điều tốt lành sẽ đến với người sở hữu. Khi treo tranh này trong nhà, bạn không chỉ thu hút được tài lộc mà còn tạo ra một không gian sống đầy năng lượng, thúc đẩy tinh thần và khả năng sáng tạo. Lưu ý khi treo tranh, nên treo tranh ở phòng làm việc hoặc phòng khách. Hướng con thuyền vào trong nhà để tượng trưng cho sự mang lại tài lộc, tránh để hướng ra ngoài vì điều này có thể làm tiền tài bị thất thoát, khiến tài lộc không được giữ lại. Những bức tranh phong thủy không chỉ giúp trang trí không gian sống mà còn mang lại tài lộc, may mắn và sự thịnh vượng cho gia chủ. Với 5 loại tranh phong thủy mà tôi vừa chia sẻ, bạn có thể lựa chọn bức tranh phù hợp với ngôi nhà và mục tiêu của mình để thu hút tài lộc, giữ vững sự thịnh vượng và đảm bảo hạnh phúc cho gia đình. Đừng quên, vị trí và cách treo tranh cũng rất quan trọng, hãy chú ý để tranh phát huy tối đa tác dụng phong thủy của nó. Hãy thử ngay và cảm nhận sự khác biệt mà phong thủy mang lại cho ngôi nhà của bạn. Những bức tranh này không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn giúp gia chủ phát triển tài vận, sự nghiệp và cuộc sống gia đình. Khi biết cách tận dụng năng lượng phong thủy từ các bức tranh này, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi tích cực, tài lộc tăng lên, may mắn liên tục đến với gia đình. Trong thế giới phong thủy và tử vi, số mệnh của mỗi người không phải là một điều ngẫu nhiên mà thường được dự đoán dựa trên ngày tháng năm sinh, các yếu tố chiêm tinh học và các con giáp. Đặc biệt, đối với phụ nữ, có những con giáp mang trong mình vận mệnh đặc biệt, được trời định sẵn để hưởng cuộc sống sung túc, hạnh phúc và an nhàn. Họ không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn có một cuộc sống gia đình hòa thuận, con cái hiếu thảo và tình cảm vững bậc. Những người phụ nữ thuộc các con giáp này thường có một cuộc sống đầy đủ, sung túc và hạnh phúc. Số mệnh của họ được trời định sẵn để hưởng phước và thịnh vượng, và điều này rõ ràng thể hiện qua cách họ sống và những gì họ đạt được trong cuộc sống. Dưới đây là 6 con giáp mà phụ nữ thuộc về chúng được dự đoán sẽ có cuộc đời sung túc và hạnh phúc, không chỉ trong hiện tại mà còn trong tương lai. 1. Phụ nữ tuổi Hợi. Phụ nữ tuổi Hợi thường được trời ban cho một cuộc sống hạnh phúc và an nhàn. Họ có tính cách hiền hòa, nhân hậu và rất chân thành. Trong cuộc sống, những người phụ nữ này dễ dàng đạt được thành công trong sự nghiệp và tạo dựng được một gia đình êm ấm. Họ thường rất chăm chỉ, kiên nhẫn và có khả năng chăm sóc gia đình tốt, từ đó xây dựng được một tổ ấm vững bậc và được mọi người yêu quý.
Càng về già, tuổi Hợi càng thể hiện sự sung túc, thịnh vượng và niềm hạnh phúc tràn đầy. Phụ nữ tuổi Hợi thường có tài năng tự nhiên trong việc quản lý công việc và gia đình, điều này giúp họ duy trì được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Họ cũng có khả năng thu hút những mối quan hệ tích cực và có lợi, giúp họ mở rộng cơ hội trong sự nghiệp và cuộc sống. 2. Phụ nữ tuổi Mùi. Những phụ nữ thuộc tuổi Mùi thường có tâm hồn nhạy cảm và tốt bụng. Họ rất biết cách chăm sóc bản thân và gia đình, vì vậy mà cuộc sống của họ luôn bình yên và hạnh phúc. Phụ nữ tuổi Mùi thường đạt được thành công lớn trong sự nghiệp và có sự ổn định tài chính vững chắc. Họ không chỉ thành công mà còn duy trì một gia đình hòa thuận, hạnh phúc, với các con cái hiếu thảo và cuộc sống gia đình êm ấm. Tuổi Mùi thường có một cuộc sống sung túc và vui vẻ, đặc biệt là khi họ trưởng thành. Họ biết cách đối mặt với khó khăn bằng sự kiên nhẫn và lòng yêu thương, điều này giúp họ vượt qua mọi thử thách và xây dựng một cuộc sống tốt đẹp cho chính mình và gia đình. 3. Phụ nữ tuổi Dần. Phụ nữ tuổi Dần nổi bật với sự mạnh mẽ và quyết đoán. Họ không ngại khó khăn, thử thách và luôn nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu. Sự chăm chỉ và kiên định của họ giúp họ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp và cuộc sống. Họ cũng biết cách tạo dựng một gia đình hạnh phúc và ổn định, với những đứa con hiếu thảo và một môi trường gia đình ấm cúng. Càng về già, phụ nữ tuổi Dần càng thể hiện rõ nét sự thịnh vượng và hạnh phúc trong cuộc sống. Họ thường được yêu mến và kính trọng vì sự cống hiến và khả năng lãnh đạo của mình. Phụ nữ tuổi Dần có khả năng truyền cảm hứng cho những người xung quanh và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, điều này tạo nên một mạng lưới hỗ trợ mạnh mẽ trong cuộc sống. 4. Phụ nữ tuổi Ngọ. Phụ nữ tuổi Ngọ nổi tiếng với tính cách cởi mở và hòa đồng. Họ rất thông minh và nhanh nhẹn, điều này giúp họ dễ dàng đạt được thành công trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống gia đình. Họ có khả năng quản lý tài chính tốt và biết cách duy trì một gia đình hạnh phúc. Tuổi Ngọ thường sống trong sự thịnh vượng, tài lộc và hạnh phúc. Họ luôn có một cuộc sống gia đình đầy đủ và con cái hiếu thảo. Phụ nữ tuổi Ngọ có năng lực lãnh đạo bẩm sinh và sự sáng tạo trong công việc, giúp họ dễ dàng vượt qua các trở ngại và tìm ra những giải pháp hiệu quả. Họ cũng rất khéo léo trong việc duy trì các mối quan hệ và xây dựng một môi trường sống tích cực và hạnh phúc. 5. Phụ nữ tuổi Tý. Phụ nữ tuổi Tý thường là những người thông minh, nhanh nhẹn và có khả năng quản lý tài chính tốt. Họ rất chăm chỉ trong công việc và có khả năng tạo dựng sự nghiệp vững chắc. Trong gia đình, họ là những người mẹ hiền, vợ đảm, luôn biết cách chăm sóc và yêu thương các thành viên trong gia đình. Phụ nữ tuổi Tý có một cuộc sống ổn định và hạnh phúc, với tài lộc dồi dào và các con cái hiếu thảo. Họ có khả năng lên kế hoạch tốt và thường biết cách đầu tư hợp lý để đảm bảo sự ổn định tài chính. Họ cũng có khả năng giải quyết xung đột một cách khéo léo và duy trì một không khí hòa hợp trong gia đình. 6. Phụ nữ tuổi Thìn. Phụ nữ tuổi Thìn thường có khí chất đặc biệt và một sức mạnh nội tâm phi thường. Họ là những người quyết đoán và có khả năng lãnh đạo tốt, điều này giúp họ đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Họ cũng rất biết cách duy trì một gia đình êm ấm, hòa thuận. Với sự khéo léo và trí tuệ của mình, phụ nữ tuổi Thìn có thể tạo dựng một cuộc sống thịnh vượng và hạnh phúc, với sự ổn định tài chính và các con cái hiếu thảo. Họ thường có khả năng nhìn xa trông rộng và điều này giúp họ đưa ra những quyết định sáng suốt trong cuộc sống. Phụ nữ tuổi Thìn có một năng lượng tích cực và sự tự tin. Điều này tạo ra một ảnh hưởng mạnh mẽ đến những người xung quanh và góp phần vào thành công chung của họ. Những phụ nữ thuộc các con giáp này không chỉ có khả năng đạt được thành công trong sự nghiệp mà còn xây dựng một gia đình hòa thuận và hạnh phúc. Số mệnh của họ được định sẵn để hưởng phước và thịnh vượng, và điều này thể hiện qua cách họ sống và những gì họ đạt được trong cuộc sống. Họ không chỉ là những người tài giỏi và chăm chỉ mà còn là những người có trái tim nhân hậu và khả năng duy trì các mối quan hệ tốt đẹp. Chính những phẩm chất này giúp họ có một cuộc sống sung túc, hạnh phúc và viên mãn. Đột nhiên 6 con vật này đến nhà, dấu hiệu may mắn hơn cả trúng số, nhà phát lộc lớn, phất lên giàu có khó ai bằng, con cháu hưởng ba đời. Chắc hẳn bạn đã từng nghe nói về những điềm báo may mắn thông qua các sự kiện hoặc dấu hiệu trong cuộc sống hàng ngày.
Một trong những hiện tượng thú vị và đặc biệt liên quan đến phong thủy là khi bất chợt thấy một số loài vật đến nhà. Theo quan niệm phong thủy và tín ngưỡng dân gian, sự xuất hiện của những loài vật này có thể mang đến những điềm báo cực kỳ tích cực hơn cả việc trúng số. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ khám phá 6 con vật đặc biệt khi xuất hiện tại nhà bạn, không chỉ báo hiệu sự phát tài mà còn mở ra cánh cửa thịnh vượng cho cả gia đình và thế hệ sau. Hãy cùng theo dõi để biết những con vật nào và ý nghĩa phong thủy của chúng là gì. 1. Chim sẻ. Chim sẻ là một loài vật thường xuyên xuất hiện xung quanh chúng ta và thường được coi là biểu tượng của sự hạnh phúc và may mắn. Theo phong thủy, khi đột nhiên thấy chim sẻ đến nhà, đó là dấu hiệu của sự tài lộc và phúc khí. Chim sẻ thường mang đến tin vui và cơ hội tốt, giúp gia chủ đạt được thành công và thịnh vượng trong cuộc sống. Sự xuất hiện của chim sẻ có thể báo hiệu rằng bạn sắp nhận được một khoản tiền lớn hoặc cơ hội làm ăn thuận lợi. Hơn nữa, chim sẻ được biết đến với khả năng gắn kết và tạo sự hài hòa trong gia đình, vì vậy sự may mắn này không chỉ có lợi cho bạn mà còn kéo dài lâu dài cho cả gia đình và con cháu. Lưu ý phong thủy, để tận dụng tối đa nguồn năng lượng tích cực mà chim sẻ mang lại, hãy giữ cho không gian xung quanh luôn sạch sẽ và thông thoáng. Đặc biệt, không nên đuổi chim sẻ đi nếu chúng vô tình vào nhà, vì điều này có thể ảnh hưởng đến sự may mắn mà chúng mang lại. 2. Mèo trắng. Mèo trắng là một biểu tượng của sự tinh khiết và may mắn trong phong thủy. Khi một con mèo trắng đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà bạn, đó là dấu hiệu của sự chuyển biến tích cực trong tài chính và cuộc sống. Mèo trắng có khả năng thu hút năng lượng tích cực và xua đuổi những điều không may mắn. Sự hiện diện của mèo trắng có thể đồng nghĩa với việc tài lộc sẽ chảy vào nhà bạn một cách đều đặn, mang đến sự thịnh vượng và hạnh phúc cho gia đình bạn. Đặc biệt, mèo trắng còn có thể giúp giải quyết các vấn đề tài chính và tạo ra cơ hội mới cho sự phát triển trong công việc và kinh doanh. Lưu ý phong thủy, hãy đảm bảo rằng không gian xung quanh mèo trắng luôn sạch sẽ và gọn gàng. Đặt một bát nước sạch và thực phẩm cho mèo trắng nếu chúng đến gần nhà bạn, vì đây là cách thể hiện lòng hiếu khách và tạo điều kiện tốt nhất cho sự may mắn. 3. Đại bàng. Đại bàng là biểu tượng của sức mạnh và thành công. Khi một con đại bàng xuất hiện hoặc được nhìn thấy gần nhà bạn, đó là dấu hiệu của sự thịnh vượng sắp đến. Đại bàng tượng trưng cho sự tự do, quyền lực và sự chuyển biến mạnh mẽ trong cuộc sống. Sự hiện diện của đại bàng có thể báo hiệu rằng bạn sắp nhận được cơ hội lớn trong công việc hoặc đầu tư. Điều này không chỉ mang đến sự gia tăng tài lộc mà còn mở ra cánh cửa cho sự phát triển và thịnh vượng lâu dài cho bạn và gia đình. Lưu ý phong thủy, khi đại bàng xuất hiện, hãy chú ý đến các cơ hội mới và sẵn sàng nắm bắt chúng. Cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng trong các quyết định đầu tư hoặc thay đổi lớn trong cuộc sống, vì đại bàng thường liên quan đến những bước chuyển mình quan trọng và tiềm năng thành công lớn. 4. Bướm vàng. Bướm vàng là một biểu tượng của sự biến đổi và thành công. Khi một con bướm vàng đến nhà bạn, điều đó có thể báo hiệu sự thay đổi tích cực trong tình hình tài chính và cuộc sống của bạn. Bướm vàng mang đến sự tươi mới và cơ hội phát triển mới, giúp gia chủ thu hút tài lộc và thịnh vượng. Sự xuất hiện của bướm vàng có thể đồng nghĩa với việc bạn sắp đạt được mục tiêu lớn hoặc nhận được một khoản tiền lớn. Bướm vàng cũng có thể mang lại niềm vui và sự hạnh phúc cho gia đình bạn, đồng thời thúc đẩy sự sáng tạo và năng suất trong công việc. Lưu ý phong thủy, để tận hưởng sự may mắn mà bướm vàng mang lại, hãy đón nhận sự thay đổi và biến đổi trong cuộc sống một cách tích cực. Sử dụng năng lượng của bướm vàng để thúc đẩy các dự án cá nhân và nghề nghiệp của bạn. 5. Chó hoang. Chó hoang, dù thường được coi là biểu tượng của sự hoang dã, nhưng trong phong thủy, sự xuất hiện của chó hoang có thể mang đến những dấu hiệu của sự thịnh vượng và may mắn bất ngờ. Khi một con chó hoang đến gần nhà bạn, điều này có thể là dấu hiệu của sự giúp đỡ từ những người không ngờ tới hoặc sự thay đổi tích cực trong tình hình tài chính. Chó hoang cũng có thể biểu thị sự cải thiện trong các mối quan hệ cá nhân và công việc, mở ra cơ hội mới cho sự thành công và phát triển. Sự xuất hiện của chó hoang thường liên quan đến những cơ hội bất ngờ và sự hỗ trợ từ những nguồn không mong đợi. Lưu ý phong thủy, hãy mở lòng và đón nhận sự giúp đỡ từ những nguồn không ngờ tới. Sự xuất hiện của chó hoang có thể là dấu hiệu của sự hỗ trợ và cơ hội mới trong cuộc sống,
Vì vậy hãy tận dụng các cơ hội và làm việc để cải thiện các mối quan hệ và tình hình tài chính của bạn. 6. Chuột xám. Chuột xám là một con vật thường bị xem nhẹ, nhưng theo phong thủy, sự xuất hiện của chuột xám có thể mang đến những điềm báo tích cực không ngờ. Khi một con chuột xám bất chợt xuất hiện, điều đó có thể báo hiệu sự cải thiện đáng kể trong tài chính và cơ hội lớn sắp đến. Chuột xám có thể tượng trưng cho sự tài lộc và thành công, giúp gia chủ thu hút nguồn tiền và cơ hội mới. Sự xuất hiện của chuột xám có thể là dấu hiệu của sự phát đạt trong công việc hoặc đầu tư, đồng thời mang đến sự phát triển và thịnh vượng lâu dài cho gia đình. Lưu ý phong thủy, khi chuột xám xuất hiện, hãy chú ý đến các cơ hội tài chính và đầu tư có thể đến. Đừng bỏ qua những chi tiết nhỏ trong cuộc sống và công việc, vì chúng có thể dẫn đến sự thành công và thịnh vượng lớn. Những loài vật này không chỉ mang lại những dấu hiệu tích cực mà còn giúp mở ra cánh cửa tài lộc và thịnh vượng cho gia đình bạn. Khi đột nhiên thấy một trong số những con vật này xuất hiện, hãy vui mừng và đón nhận sự may mắn mà chúng mang lại. Đây là thời điểm tốt để tận dụng cơ hội và đón nhận tài lộc, sự phát triển và thành công trong cuộc sống. 6. Vật phong thủy trong nhà, thu hút tài lộc, để càng lâu năm lại càng cực giàu, đừng dại bỏ đi thay mới, kẻo mất sạch tài lộc. Trong thế giới phong thủy, những vật phẩm không chỉ có giá trị về mặt thẩm mỹ mà còn mang đến những ảnh hưởng tích cực cho tài lộc và vận may của gia đình. Đặc biệt, có những vật phẩm phong thủy càng để lâu năm càng phát huy tác dụng, thu hút tài lộc và sự thịnh vượng. Tuy nhiên, nhiều người có thói quen thay mới những vật phẩm này khi chúng có dấu hiệu cũ kỹ mà không biết rằng làm như vậy có thể làm mất đi nguồn tài lộc quý giá. Trong video này, chúng ta sẽ cùng khám phá 6 vật phong thủy đặc biệt để lâu năm lại càng mang lại sự giàu có và may mắn cho gia chủ. Đừng vội vàng thay mới nếu không muốn đánh mất những lợi ích phong thủy mà chúng mang lại. 1. Bức tranh cửu ngư quyền. Bức tranh cửu ngư quyền là một trong những vật phẩm phong thủy rất được ưa chuộng để thu hút tài lộc. Tranh này thường mô tả 9 con cá chép bơi lội trong một hồ nước, tượng trưng cho sự dư dả, thịnh vượng và phát tài. Theo phong thủy, bức tranh này có thể mang lại sự ổn định và tăng trưởng trong tài chính. Đặc biệt, khi để bức tranh này càng lâu, nó càng thể hiện sự ổn định và bền vững trong tài lộc. Từ xa xưa, cá chép đã được xem là biểu tượng của sự thành công và thịnh vượng, với truyền thuyết nổi tiếng về cá chép vượt vũ môn hóa rồng. Điều này không chỉ phản ánh khả năng vượt qua khó khăn mà còn nhấn mạnh sự kiên trì và bền bỉ trong việc đạt được mục tiêu. Thay mới bức tranh này khi nó có dấu hiệu cũ kỹ có thể làm giảm tác dụng phong thủy của nó, vì vậy, việc bảo trì và giữ gìn bức tranh là rất quan trọng để duy trì nguồn năng lượng tích cực mà nó mang lại. Lưu ý khi bảo trì, để bức tranh luôn giữ được sự tươi mới, bạn nên thường xuyên lau chùi và kiểm tra tình trạng của nó. Tránh để bức tranh bị ẩm ướt hoặc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trực tiếp, vì điều này có thể làm giảm tuổi thọ và tác dụng phong thủy của nó. 2. Tượng tỳ hưu. Tượng tỳ hưu là biểu tượng phong thủy của sự giàu có và thịnh vượng. Theo truyền thuyết, tỳ hưu là một con vật thần thoại có khả năng hút tài lộc và bảo vệ gia chủ khỏi những năng lượng tiêu cực. Khi để tượng tỳ hưu lâu năm trong nhà, nó sẽ ngày càng phát huy tác dụng trong việc thu hút tiền bạc và tài lộc. Tỳ hưu thường được mô tả với hình dáng kỳ lân hoặc sư tử có một cặp sừng, được coi là một trong những vật phẩm phong thủy mạnh mẽ nhất. Nó không chỉ giúp bảo vệ gia chủ khỏi những ảnh hưởng xấu mà còn thu hút sự giàu có và thành công. Tuy nhiên, nhiều người có thói quen thay đổi tượng tỳ hưu khi thấy nó bị bụi bẩn hay có dấu hiệu xuống cấp. Điều này có thể làm mất đi sự bảo vệ và thu hút tài lộc mà tỳ hưu mang lại. Lưu ý khi bảo trì, hãy thường xuyên lau chùi tượng tỳ hưu để giữ cho nó luôn sạch sẽ và sáng bóng. Tránh để tượng bị bụi bẩn hoặc bị hư hỏng, vì điều này có thể làm giảm hiệu quả phong thủy của nó. 3. Bể cá koi. Bể cá koi không chỉ là một món trang trí đẹp mắt mà còn mang lại nhiều lợi ích phong thủy. Cá koi tượng trưng cho sự may mắn, thành công và sự phát triển bền vững. Khi bể cá koi được duy trì tốt và để lâu năm, nó sẽ tạo ra một môi trường phong thủy thuận lợi cho tài lộc và sức khỏe. Cá koi được coi là biểu tượng của sự trường thọ và tài lộc dồi dào. Bể cá koi không chỉ giúp tạo ra không gian thư giãn mà còn cải thiện năng lượng phong thủy trong nhà.
Việc thay mới bể cá koi có thể làm gián đoạn nguồn năng lượng phong thủy mà bể cá cung cấp. Vì vậy, hãy chăm sóc và duy trì bể cá koi của bạn để tận dụng tối đa lợi ích phong thủy mà nó mang lại. Lưu ý khi bảo trì, đảm bảo bể cá luôn được làm sạch định kỳ và nước trong bể luôn trong suốt. Thay nước và kiểm tra sức khỏe của cá để đảm bảo bể cá luôn hoạt động tốt và không gây hại cho phong thủy. 4. Tượng Phật Di Lặc. Tượng Phật Di Lặc là biểu tượng của sự hạnh phúc, tài lộc và thịnh vượng. Phật Di Lặc thường được đặt ở vị trí dễ thấy trong nhà, như phòng khách hoặc phòng làm việc, để thu hút năng lượng tích cực và may mắn. Khi để tượng Phật Di Lặc lâu năm, nó sẽ càng thể hiện sự bình an và hạnh phúc trong gia đình. Phật Di Lặc với nụ cười tươi tắn và tư thế ngồi thoải mái là biểu tượng của sự thịnh vượng và niềm vui. Việc thay mới tượng Phật Di Lặc có thể làm giảm đi sự kết nối và năng lượng tích cực mà tượng đã tích lũy. Vì vậy, hãy giữ gìn và bảo quản tượng Phật Di Lặc để duy trì sự may mắn và tài lộc cho gia đình bạn. Lưu ý khi bảo trì, đặt tượng ở một vị trí sạch sẽ và sáng sủa. Tránh để tượng bị bụi bẩn hoặc bị hư hỏng, vì điều này có thể ảnh hưởng đến tác dụng phong thủy của nó. 5. Đồng hồ phong thủy. Đồng hồ phong thủy không chỉ là một món đồ trang trí hữu ích mà còn có vai trò quan trọng trong việc cân bằng năng lượng trong không gian sống. Đồng hồ phong thủy thường được đặt ở các vị trí chiến lược để thu hút tài lộc và thúc đẩy sự thành công. Đồng hồ phong thủy giúp kiểm soát thời gian và duy trì sự ổn định trong cuộc sống. Khi đồng hồ phong thủy được giữ gìn và sử dụng lâu dài, nó sẽ phát huy tác dụng trong việc duy trì sự ổn định tài chính và hỗ trợ sự thành công. Việc thay mới đồng hồ phong thủy khi nó đã cũ có thể làm giảm hiệu quả phong thủy của nó, vì vậy hãy bảo trì và kiểm tra đồng hồ thường xuyên để giữ vững tác dụng của nó. Lưu ý khi bảo trì, đảm bảo đồng hồ hoạt động chính xác và không bị lỗi thời gian. Kiểm tra đồng hồ định kỳ để đảm bảo nó luôn hoạt động tốt và không gây ảnh hưởng tiêu cực đến phong thủy. 6. Hộp đựng tiền. Hộp đựng tiền, hay còn gọi là hộp tài lộc, là một vật phẩm phong thủy rất quan trọng để thu hút tài lộc vào nhà. Hộp này thường được đặt ở nơi dễ thấy và sử dụng để cất giữ tiền bạc hoặc các tài sản quý giá. Hộp đựng tiền không chỉ giữ gìn tiền bạc mà còn là một biểu tượng phong thủy của sự giàu có và thành công. Khi hộp đựng tiền được duy trì tốt và để lâu năm, nó sẽ ngày càng phát huy tác dụng trong việc thu hút sự giàu có và thành công. Thay mới hộp đựng tiền có thể làm mất đi nguồn năng lượng phong thủy mà nó mang lại. Vì vậy, hãy chăm sóc và giữ gìn hộp đựng tiền của bạn để tiếp tục thu hút tài lộc và may mắn. Lưu ý khi bảo trì, đặt hộp đựng tiền ở một vị trí sạch sẽ và tránh để hộp bị bẩn hoặc bị hư hỏng. Đảm bảo hộp luôn trong tình trạng tốt và không bị hư hại để duy trì năng lượng phong thủy của nó. Những vật phẩm phong thủy này không chỉ có giá trị về mặt thẩm mỹ mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút tài lộc và may mắn. Khi đã chọn được những vật phẩm phù hợp, việc bảo trì và duy trì chúng trong thời gian dài sẽ giúp bạn tận dụng tối đa lợi ích phong thủy mà chúng mang lại. Đừng vội thay mới nếu không muốn làm giảm tác dụng phong thủy và đánh mất tài lộc quý giá. Hãy chú ý đến việc bảo quản và giữ gìn những vật phẩm này để gia đình bạn luôn hưởng trọn sự giàu sang và thịnh vượng.